Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, từ đầu vụ vải đến nay đã có gần 6.200 tấn vải tươi được xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị kim ngạch trên 3,4 triệu đô la Mỹ. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 50 đến 60 phương tiện chở vải tươi được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai, tăng gấp đôi so với tuần trước. Vải tươi chủ yếu đến từ các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương được vận chuyển trong đêm và sáng sớm có mặt tại các bãi logistics trong khu vực cửa khẩu. Trái cây này được ưu tiên mở tờ khai hải quan, kiểm dịch, phân luồng riêng để đảm bảo thông quan ngay trong buổi sáng. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã làm việc sớm hơn một tiếng, bố trí thêm nhân lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Năm nay, quả vải ở một số vùng trồng mất mùa nên dự kiến lượng xuất khẩu sẽ giảm so với năm trước. Dự kiến thời gian xuất khẩu vải tươi sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa với sản lượng thông quan ước đạt trên 30.000 tấn.